Hi, xin chào các bạn đến với channel game mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi Far Cry 5 nha. Hi guys, welcome back to my gaming channel. Today let's continue playing the game Far Cry 5. Okay, I see this guy, he knows something. Maybe he knows where his stash is. Thì cái anh chàng này anh biết một cái nơi để giấu đã giấu những cái số tiền các bạn. Thì giờ mình sẽ nói chuyện với anh này. Để anh ta sẽ nói cho mình biết là cái vị trí, cái số tiền được giấu ở đâu nha. Cái kho báu. Đây. Rồi bây giờ mình xem coi. Đây. Anh ta chỉ chỗ cho mình ở đây, số tiền giấu ở đây. À, bây giờ sẵn chuyến đi thì mình lên đây mình săn một con linh dương này coi. Để coi con elk. Con linh dương này mình đã có săn cho ta. Elk skin. Ok. Bây giờ mình sẽ bắn hai con linh dương này. Để được hai điểm thất nha. Đây mình có súng rồi nè. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái xe. Xe nào đây? Ok, lấy xe này đi. À, như nó đang sửa sao? Ok, trước tiên thì mình sẽ chạy lên đó mình săn hai con linh dương đi. Ok, we're gonna make the hunting. We're gonna kill the two elves and we got the perk spawned. Target acquired. Trước thấy nhiều bọn ác rồi kìa. Nó chặn đường kìa. Má ơi. Ồ má nó bắn kìa. Trời ơi. Ê ê ê mày. À con nhỏ này đồng minh mình nó đứng phía sau nó bắn giùm. Hay quá. Ê ê ê ê ê ê ê. Ô má ơi. Ôi mẹ nó. Hình như là con nhỏ. Không ổn rồi. Ê ê ê. Ô quá. Ôi chết rồi. À nó. Cái bài nó bắn quá rồi, đồng minh mình chết luôn rồi. Không sao, bây giờ mình kêu con chó ra. Mình kêu con chó ra nó đánh hơi cho mình. Ôi, cái thằng nó dí mình, nó bay dí mình. Mình vô cái rừng cây nữa nó sẽ không thấy mình đâu. Bây giờ mình sẽ... Mà nó thì đuổi theo mình kìa, hai tên kìa. Bây giờ mình tìm mục tiêu là hai con linh dương trước đi. Linh dương đâu? Ok. Now we are reaching for the elk. Bây giờ con gì vậy? Wolverine. Sói Mỹ. À, bây giờ mình rồi mình dùng cái thuốc này mình sẽ thấy được. Mình chưa đủ nguyên liệu để mình dùng cái thuốc để mình thấy được các con thú nha. Bây giờ mình sẽ chạy tới vị trí của con. Đây có con gì đây nè. Quá con gấu. Mày gấu khổng lồ. Mày chết chưa? Nó chết rồi. Ngã lăn cù cù kìa. Con này có gì đây? Sói Mỹ. Một phát một. Ok, elk. Where the hell are you? À, bắn sùm thế này con nào dám ra. Mấy cái thằng shit này. Có đám này chứ. Mẹ nó. Bắn ồn ào quá. God damn cunts make a lot of noise. So maybe the elk. Con gì nó mới tấn công mình vậy ta? Trời ơi. Mày.
Chết mẹ rồi. Trời ơi trời, bốp. Lũ đạn của mình mà nó trúng mình. Mẹ mày. Một tên ơi ơi. Mẹ nó bùi quá trời rồi. Rồi coi như là kế hoạch tăng Linh Dương bị nó phá rồi. Bà nó. Mày mày. Mày ăn lũ đạn đi mày. Đánh sát một thằng. Mày lột trái lũ đạn ăn đi mày. Bùm. Một tên. Có thằng nào không? Lột đồ nó. Mấy cái thằng buồn què nó phá đám cho mấy con thú nó chạy hết rồi. Ai đây người dân. Có con gì kìa. Gấu nữa. Mất hết rồi, con Linh Dương nó chạy đâu hết rồi ta. Đây không thấy con nào hết trơn vậy. À, tìm ra vị trí rồi nha. Nhưng mà có điều là mình chưa nhìn thấy nó. Hay quá. Mình sẽ leo lên đây mình canh nó. Ha ha, lụm được. Nhiều nguyên liệu ở đây quá. À thấy rồi, thấy một con. Hay quá. Một con. Chạy lại, nó chạy lại. Hai con, hay quá. Giờ đi lọc da nó thôi. Biết phải con đó không ta? Sao bắn được? À, mình phải lọc da nó. Một con, ê, con gì nữa đây? À, con gì? Gấu. Ồ, nó chết rồi. À, còn một con Linh Dương nữa đâu rồi? Ủa đâu rồi ta? Mình bắn rõ ràng hai con mà. Ồ tức quá. Trời ơi, đắng hai con về xuống cái đám cỏ này nó cao quá tìm không thấy rồi. Chỉ lấy định vị cho chỗ nào coi. Chỗ nào? Mẹ xuống đây cỏ này cao quá. Mình không thấy rồi. Nó chết mất xác rồi. Tiếc mà tiếc quá. Motherfucker, god damn it. Mẹ bà nó mất rồi. Eo skin mới lọc da được một con thôi. Ê trời ơi, mẹ, rắn, ui ghê quá. Tìm một con nữa thôi. Cắn thằng này coi, thằng này chạy đâu vậy? Tiêu diệt nó, đó. Quất mày nè. Đi qua chó lên đây coi. Giờ phải đi vòng vòng một vòng kiếm nữa quá, giờ không thấy con nào nữa rồi.
Thôi bây giờ mình đi xuống rồi. À, thấy một con gì rồi. Ê, cái con này con... Không, cái con đó là con thú ăn thịt. Thú săn mồi. Ôi, con gì ta? À, con lửng mật. Một cái chết tươi. Mình đi tìm một con nữa các bạn. Cán qua bắn một con, hai con mất tiêu rồi, xuống tìm không ra. À, trời sáng mà biết có không nữa. Ráng cố gắng tìm thêm một con nữa coi. Linh Dương ơi, mày ở đâu, ra đây coi. Đâu rồi. À, sằng mấy thú này mất tiền. Ơi, má con gì vậy? Mày đánh tao mày. Nó chết rồi. À, thấy một con rồi, hay quá. Rồi, tiêu. Vậy là mình đủ hai con rồi ta. Ôi, một bầy đằng kia lắm kìa. Đó, xong một điểm phớt rồi nha. Bắn mày nãy giờ mình kiếm mày hoài không ra. Ê. Thấy bầy vậy. Ê, nó thấy mình. Khoan đã, bây giờ mình sẽ kêu ông... Ông Nick ra. Ok, cho chó nghỉ đi. Ê, mày. Mày thế mày. Rồi bây giờ mình sẽ đi săn kho báu thôi. Mình sẽ chạy tới cái vị trí của viên kim cương này nè. Mình sẽ dành kiếm một số tiền với lại số điểm thớt nha. Ủa, đường đâu đi đây? Không lẽ cái tài sản nó nằm trong đây sao? Vô đường nào ta? À, trong đây rồi. Lá thư. Don't know where to be found. Don't. Không tìm thấy đó ở đâu cả. I'm sorry, Wong Mai. Tôi chắc chắn rằng anh ta sẽ không phiền nếu chúng ta giấu một số đồ đạc phía sau văn phòng. Power's not hooked up right. Ở đây không có điện. Điện không được kết nối cho tốt lắm. So what? Just stand and turn it on. Rồi, vì vậy mà phải bật cầu dao lên. Mình kiếm chỗ nào mình vô mình bật cầu dao lên ta. Ôi, nào thấy mình vậy. Ê, máy bay của giặc nha. Bật cầu dao lên chỗ nào ta. Bây giờ mình vô mình giúp chỗ mình bật cầu dao lên. À, leo lên cầu thang này kìa. À, thì thấy rồi. Bay vô sợi dây bên kia. Ấy, lụm đồ luôn, hay quá. Mà thấy mình lên chưa ta? Ôi mẹ ơi! Làm sao leo lên, leo qua bên kia? À, hiểu rồi. Đây bay qua chỗ container đó. Ôi trời ơi! Bay lên đây. Sau đó mình sẽ quăng dây. Ok nha. Ô mẹ ơi, nước không à. Mà sao vô đây? À, như bên kia là cái cầu dao. Thấy rồi. Mở tủ này trước đây.
Bây giờ sẽ đóng gò dao lên nha. Đấy. Bây giờ sẽ điện này nó sẽ điện nó gò xuống nước các bạn, mình không thể nào xuống nước được đâu. Và cho nên là bây giờ mình sẽ kiếm cái đường nào mà không đụng nước. Đụng nước là giật chết nha. Làm phòng máu đi. Đấy. Đi đường nào đây ta? À, mình thấy rồi, mình sẽ bay qua bên kia. Thấy sợi dây rồi nha. Lụm đồ cái đi. Ok. À, thấy đường vô rồi. Hay quá. Rồi, mình xuống đây, mình sẽ vô cái cửa này. Oh, giao rồi. I am rich. Got a lot of money here. Good. Cool. Giao rồi nha. Thế là một kho báo được khai thác rồi nha. Rồi giờ mình được cộng thêm 3 điểm perk. Anh coi giờ mình có chế tạo được cái gì thêm nữa không? Chế tạo được cái bơm proximity. Ok. Giờ mình đi ra đường nào ra? Ủa, bây giờ là... Má ơi, bây giờ là mình phải đi ra. Mình quay lại cái đường hồi nãy, mình nhất định là mình không cho đụng nước nha. Đụng nước là chết nha. À, ở đây có đường ra nè. Hay quá. Thành công rồi nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ coi cái nhiệm vụ nào chưa làm nha. Trong khu vực này còn nhiệm vụ nào chưa làm. Nhiệm vụ này nè. Mình phải hòa nhập lại với nhóm quân kháng chiến. Rồi mình đánh dấu chỗ này nha. Rồi trước tiên là mình chạy qua đó mình lấy cái xe. Cái xe tải là của giặc nha. Nhưng mà mình vẫn lấy luôn. Ôi bọn nó chạy ngang kìa. Trước tiên là mình vô mình lục đồ nó coi xe nó còn gì trong đây không. À, như nó bắt người dân trong đây sao? Thả người ra. Ok, giờ mình sẽ lấy xe này mình lấy. Ủa? Ok. Mình sẽ đuổi theo cái mình bắt kịp cái nhóm quân kháng chiến của mình nha. Ôi tụi nó kìa, qua tụi nó khắp nơi kìa. Ghê quá. Gặp một thằng đây. May. Trời. Hình như nó đuổi theo mình. Ui, tăng tốc thôi, giọt, nó đuổi theo mình. Nó đuổi theo mình. Mẹ ơi, nó đuổi theo mình. Thấy không? Ui, nó bắn dân mình quá trời rồi. Mình tới mình cứu họ thôi, nhanh lên. Quá trời rồi. Xuống xe. Quá trời, có bị giặc. Ôi trời. Mấy gầy bẫy mình hay sao á. Đừng chết ra, cứu người. Một người. Còn ai nữa, còn ông này nữa. Rồi, tỉnh dậy. Ở đây có một kho đạn dược luôn nè, mình lấy một số đi. Don't get cocky. Trời ơi, chỗ này điêu tàn quá. Anh này anh biết một cái chỗ giấu tài sản các bạn. Mình hỏi ảnh coi.
Rồi, một cái hang động có chứa nhiều tài sản trong đó. Bây giờ khoan, ở đây còn nhiệm vụ gì nữa nè. With the data blockage. Khoan, ở trong đây mình thấy có một trụ silo của giặc nè. Mình sẽ vô mình tiêu diệt cái trụ này. Đây, dùng một cái bơm remote control banh sát một trụ silo. Bây giờ mình sẽ coi cái vị trí hồi nãy là cái vị trí đây. Vị trí nó nằm đây. Relevator, Revelator, Bridge Blockage. Bây giờ là cái tụi này nó chặn đường xe người ta rất là nhiều nha. The column has deployed all hell on wheels, battery ram corn. It must be destroyed. Bây giờ mình sẽ chạy tới đó mình tiêu diệt cái trạm này. Ai vậy? Bây giờ mình sẽ lấy cái xe này. Ê, khoan. Let's get to the others. Go. I'm with you. Head down the road to the other blockade. I've never seen anything do with that truck did. We gotta stop it. Look what happened back there. Bây giờ tới chưa tiêu diệt cái trạm này coi. If we don't stop this thing, nobody will. Look what happened back there. À, thấy rồi. Chỗ nào? Oh god, oh god. Get ready. We need to run, goddammit. Dig deep. We can do this. Whatever it takes. Don't let that thing through. Một cái. À, tiêu diệt cái trạm này. Cái kho đạn của nó. Trời ơi, không hết đạn là tiếc quá. Trời ơi, cái đạn này không phải là cái đạn. Sai rồi. Vậy là nó qua luôn hay sao mà? Mình dùng máy bay mình chạy theo mình rượt theo nó kìa. À, nó chạy vô đây rồi. Ok. Giờ mình chạy theo nó nha. Hồi nãy mình sai lầm, mình bắn hết mấy cái kho đạn ở đó rồi. Mình hủy diệt cái kho đạn ở đó rồi. Bây giờ mình sẽ chạy theo mình tiêu diệt cái xe của nó nè. Thấy rồi nha. Thấy rồi. Mày chết rồi. Banh xác một cái. Ok. Còn đâu nữa? Đây, coi lên bản đồ coi nó nằm đâu nữa nha. Đây. Ủa không phải, chỗ này chỗ nào ta? Nó nói là nó còn mấy đoàn xe hộ tống lận, mình chưa thấy. Can't believe you did it. Deputy, I... Shit, everyone owes you a debt we can't ever repay. Our roads are safe again because of you. Now, I know Dutch has you running all over. Ở đây như có xe quần nó nè. À, thấy rồi. Anytime you want to chat, I'll be around. Take care of yourself, Deputy. Thấy rồi. Xe là của bọn nó. Rồi, coi như là mình làm xong nhiệm vụ Revelator. Ôi da. Như bọn ác mà nó phát hiện mình nữa rồi. Ê,
Bây giờ mình đã có trực thăng rồi, mình xem cái còn cái trụ silo nào của nó không nha. Mình sẵn đây mình đi diệt luôn cái trụ nào. Đây, ở đây có một trụ silo của nó nè, đi diệt luôn. Mình sẽ bay thấp xuống để xem nó có cái xe tải ở trên đường không, mình tiêu diệt nó luôn. Đây, một cái trụ silo từ xa đây. Thấy chưa? Mày hai. Trời ơi. Giống như xa quá bắn không trúng hay sao mà. Bắn sát một trụ. Rồi còn trụ nào nữa không? Coi lại coi. Đây. Con wrong roadblock. À, cái tụi này nó chặn đường nè. Tiêu diệt xe nó luôn, xe chặn đường. Ê, bắn tên lửa lên người má ơi. Trời ơi, bắn phát. Rồi, rồi, xe nó tên đã nổ tung rồi. Bây giờ chạy thôi, chừng nó bắn tên lửa. Bây giờ coi tụi nó còn chặn đường chỗ nào khác không. Đây mình đã thấy một cái trụ silo của tụi nó rồi. Tiếp tục đi tới mục tiêu thôi. Mình đứng đây lâu lâu một hồi để bắn mình. Mình bay thấp cũng bị dễ bị nó phát hiện đó các bạn. Đây cái gì đây, cái gì mà điện chớp chớp cho ta. Trước tiên mình sẽ đi tiêu hủy trụ silo của nó đi. Banh sát một cái. Còn cái nào nữa không? Còn cái nào khu vực này nữa không? Bây giờ hết rồi, bây giờ mình sẽ đi tới cái vụ chỗ kim cương này mình lấy tiền các bạn ơi. Đây. Ai. Cái gì khói lên quá vậy ta? Hình như là cái chỗ này bị quá quạng rồi. Oh ho. Phanh sát. Mình sẽ hạ thấp xuống mình coi vừa ở đây bị cái gì. Ôi ôi quá đông rồi, tụi nó đông quá. Bắn nó phanh sát nè. Chết rồi. Giờ lao xuống luôn. Ô trời ơi, nổ luôn rồi. Rồi ok, mình sẽ tiến về bên trong đây, mình coi trong đây nó có tài sản, cái khối tài sản nó nằm ở đâu nha. Ồ, bây giờ mình sẽ nhờ nhờ ai ta? Nhờ ai đi chung ta? Nhờ con nhỏ này đi, nhỏ này nó nhắm bắn xa hay lắm. Ok, bây giờ mình sẽ băng qua đây, mình đọc cái lá thư nó hướng dẫn mình cách vô lấy cái tài sản đó nha. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi nhờ? Đây đây đây. Đây đây, chỗ này. Đọc cái lá thư kìa. Oh no. Ray is on raid out there. Ray ra ra ngoài đó rồi, taking the fight to the Packy, đánh nhau với bọn Packy. She got a lot of gear stashed in the bunker under her house. Cô ấy có rất nhiều tài sản cất giấu phía dưới tầng hầm trong căn nhà ta. We have to find a way down there so the colonel doesn't get it first. Mình phải tìm đường xuống cái tầng hầm đó để mà bọn ác nó không tìm thấy trước chúng ta. Rồi, bây giờ làm sao tìm đường vô đây đi. Ôi, trời trời trời. Cái gì vậy? Không dễ ăn đâu nghe. Đường đây, đường nào đó đây. À, đường này hơi ngoằn mèo nha. Không dễ đâu. Ôi.
Biết rồi, qua đây. Ôi da, à, lửa 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 cháy. À, tìm thấy rồi. Ôi giời, trời ơi, cái gì vậy trời? Má ơi. À, thấy rồi. Vào rồi. Oh, money, money. I'm rich again. Quá tiền rồi các bạn ơi. Oh, vào rồi, phê quá. Đấy, 3 điểm phớt nữa nha. Quá cho nhiều đạn luôn nè. Nhưng mà đạn của mình đầy là mình không lấy thêm được nữa. Đấy. Ở đây có cái két sắt nè, rồi lấy két sắt này có cái gì chắc tiền quá. Đấy, 250 đô. Ô hô. Ok các bạn ơi, hôm nay thì đã chơi được 30 phút rồi, mình sẽ tạm dừng video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay, vui lòng cho một subscribe, một like và một comment nha. Guys, so I'm gonna end my video here. If you feel interested about my video, don't forget to hit the subscribe, like and comment my video. Thank you very much and see you in my next video. Bye.